2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề hình học lớp 7 và chúng ta đang ở nội dung liên quan đến tam giác cân. Ở bài ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số các bài tập liên quan đến tam giác cân nhưng là chứng minh song song thông qua cách tính góc ở đáy, đúng nào, hoặc là tính góc ở đỉnh. Hình như là chưa có bài nào tính góc ở đỉnh cả, đúng không? Rồi, thế bài ngày hôm nay thì mình khai thác sâu hơn một chút. Thì vẫn là chứng minh song song thôi, nhưng mình bỏ đi yếu tố tính góc. Đương nhiên là mình sẽ vẫn phải dùng cái tính chất là số đo góc ở đáy bằng bao nhiêu, số đo góc ở đỉnh bằng bao nhiêu gì đó. Nhưng ở đây bây giờ mình sẽ không tính góc cụ thể ra kiểu bằng 50 độ, bằng 40 độ nữa. Mà bây giờ mình sẽ tính kiểu chứng minh thuần hơn, đúng không? Thì các bạn cùng đọc nội dung bài thứ hai cho mình nhé. Là cho tam giác ABC, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tia trên tia đối của tia BC, lấy điểm E sao cho BE bằng với BA. Mình gọi nhầm. Các bạn sửa lại nhé. Chứng minh rằng là BD song song với AE. Thì hơi xin lỗi các bạn là ở các bài ngày hôm trước thì đề ở bài 2 này mình sai. Mà nếu mà đề sai thì các bạn sẽ không vẽ được hình và không làm được. Thế nên là có lẽ là các bạn nên ấn pause lại sau đó vẽ hình. Rồi mình cùng làm nhé, được không nào? Đây, mình đã chuẩn bị hình cho các bạn rồi. Đó, hình đây các bạn. Các bạn thấy thế đây, thế nào? Tương đối là ổn đúng không? Đó. Thì câu chuyện đặt ra là muốn chứng minh BD song song với AE thì phải làm như thế nào? Thì chúng ta cũng có thể sử dụng sơ đồ tư duy. Muốn chứng minh BD song song với AE thì như ở các bài ngày hôm trước ý, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Mình có tương đối nhiều cách, ví dụ như 5 cách này. Là xoay lay trong bằng nhau, đồng vị hai góc xoay trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi. Đúng không? Thế thì ở bài này thì các bạn nhìn thấy ngay ý tưởng là mình sẽ dùng gì? Các bạn có hình dung ra không? Ở trong bài tập này thì mình có thể dùng xoay lay trong hoặc đồng vị đều được nhá. Hướng xoay lay trong cũng được và hướng đồng vị cũng được. Thế thì các bạn sẽ thấy nhá, nếu mà sử dụng xoay lay trong thì mình ký hiệu B1, B2 đi. Được chưa? Lấy góc A1 đi. Đấy, đây là góc E rồi. Thế thì nếu mà dùng xoay lay trong ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ đi chỉ ra rằng góc A1 bằng với cả góc B1. Hai góc này ở vị trí xoay lay trong này. Còn nếu mà đồng vị thì chúng ta sẽ chứng minh rằng là góc E bằng với góc B2. Đó. Được chưa nào? Thế thì các bạn sẽ nhận thấy một điều là như thế này. Là tam giác BAE cân tại B rồi thì chứng tỏ góc E bằng góc A1. Ngoài ra thì góc B1 bằng góc B2 rồi thì chứng tỏ là chắc chắn là bốn góc này mình có thể chứng minh được bằng nhau. Nhưng tuy nhiên làm thế nào để chứng minh được bốn góc này bằng nhau? Thì đây là một câu hỏi tương đối là phức tạp, khó hơn một tí, được không nào? Thế thì chúng ta cùng vào bài nhá. Đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng tính chất tam giác cân thôi, chứ mình cũng không phải sử dụng tính chất tính góc. Mình không sử dụng tính góc như bình thường. Thì các bạn để ý nhá. Thứ nhất là mình có BD là phân giác thì các bạn sẽ có được là B1 bằng với B2. Đúng không? Và bằng sẽ bằng góc ABC trên 2. Đấy. Ok chưa? Thứ hai là các bạn sẽ có tam giác BAE cân. Tam giác BAE cân. Tại sao cân nhỉ? Cân tại B. Thì có lẽ là mình sẽ sử dụng dữ kiện là BE bằng với BA. Đấy. Sau đó kéo theo là việc BAE cân tại B. Từ BAE cân tại B thì mình có thể tính góc A1 bằng góc E. A1 bằng góc E. Ok chưa? Các bạn cũng có thể tính luôn là sẽ bằng 180 độ trừ góc B trên 2. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng yếu tố đấy thì theo mình nghĩ là không ổn một tí nào. Các bạn hãy quan sát cho mình nhé. Cái góc ABC. Góc ABC bây giờ là góc ngoài. Góc BC là góc ngoài. Là góc ngoài của tam giác gì? Góc ngoài của tam giác ABE. Đấy. Thế nên là mình sẽ suy ra rằng là của tam giác ABE. Thế như vậy là góc ABC sẽ bằng tổng hai góc trong không kể với nó. Chính là A1 cộng với E1. E. Mà hai góc này bằng nhau rồi. Chứng tỏ là góc ABC trên 2 thì sẽ bằng góc A1 và cũng bằng góc E. Đấy. Mình kết hợp hai yếu tố này lại. Các bạn thấy như thế nào? Thực tế bài này đứng một mình cũng được. Theo mình nghĩ bài này nên đứng một mình. Bởi vì bài vận dụng kia nó cũng là bài số 3 thôi. Nhưng mình về cái yếu tố song song này thì mình cũng không muốn chia lại thành một dạng đặc biệt lắm. Bởi vì là cũng chỉ là yếu tố song song và áp dụng tính chất thôi. Nên mình cũng không muốn nó đứng một mình.
Đấy, thế nên là mình mới khai thác tương tự, đúng không? Các bạn hiểu ý tưởng của mình rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ trình bày lời giải chi tiết nhé. Màu cam thật là quyến rũ các bạn ạ. Mình sẽ để lại cho nó thành màu đen đi. Được chưa? Ok. Thì có này các bạn, BD là phân giác của góc ABC. Thế nên rồi suy ra đi. Góc B1. Mình rất ngại ghi như thế này. Góc B1 bằng góc B2 và bằng góc ABC trên 2. Đấy, đây là tính chất phân giác đúng không? Ngoài ra thì mình có được là BE bằng với BA. Từ đây mình sẽ suy ra được rằng tam giác ABE cân tại B. Nhớ. Xong rồi mình sẽ suy ra được rằng góc A1 bằng với góc E. A1 bằng với góc E. Sau đó thì mình sẽ sử dụng góc ngoài. Vì góc ABC. Vì góc ABC là góc ngoài của tam giác ABE. Nên góc ABC sẽ bằng góc A1 cộng với góc E. Đấy. Thế thì mình lại sử dụng cái dữ kiện. Chúng ta có thể sử dụng từ 1 và 2. Đây mình gọi là 1 đi. Đây mình gọi là 2 đi. Từ 1 và 2 có được là góc ABC sẽ bằng 2 lần góc E. Mình dùng 2 lần góc E đi. 2 lần góc E, đúng không? Thế như vậy là từ đây thì sẽ suy ra được rằng là góc E bằng góc A1 bằng góc E và bằng với cả góc ABC trên 2. Đúng chưa các bạn? Đó. Xuống dòng cho nó đẹp. Rồi, thế giờ tiếp tục này. Khi mà góc A1 bằng góc E và bằng B1 bằng B2 rồi, do đó thì mình có thể suy ra được bốn góc này bằng nhau này. Đấy. Do đó không phải suy ra nữa. Đấy, các bạn thấy như thế nào? Rất là hợp lý đúng không? Thế thì bây giờ mình có thể chọn cả góc xoay trọng được, mình chọn góc được cả góc đồng vị cũng được. Đúng chưa? Thôi mình chọn góc đồng vị đi. Mà góc gì? B2 và góc E ở vị trí đồng vị nên BD sẽ song song với AE. Đó, các bạn thấy chưa? Xong rồi. Như vậy là mình đã chứng minh được cho các bạn xong là BD song song với AE bằng cách là dùng tính chất của tam giác cân này, dùng tính chất của góc ngoài này, dùng tính chất của phân giác này. Chính ra bài này phức hợp nhiều chứ, đúng không? Những cái góc nhìn ý, thì xoay lay trong với đồng vị thì cũng tương tự như đối với các bài trên thôi, đúng không? Vẫn tương tự như cái các bài tranh thôi, nó cũng không khác gì. Bài này thì thực tế nó thuộc mô hình khác chứ không phải là mô hình hai cái tam giác cân chồng lên nhau hoặc là hai cái tam giác cân là nó đối đỉnh nhau, đối nhau đấy. Không phải, nhưng mà nó vẫn là chứng minh song song và nó vẫn dùng tính chất của tam giác cân thôi, đúng không nào? Ok, như vậy là bài thứ hai của mình đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn. Còn bài số 3 thì đây là một bài phát biểu nó tương đối là khó chịu trong việc cách trình bày và làm. Nhưng theo mình nghĩ là nó cũng hợp lý thôi. Thế thì có lẽ là để buổi ngày mai đi, mình sẽ chữa cho các bạn. Thực tế thì mình cũng mong muốn là chữa luôn ở bài ngày hôm nay. Ngày mai mình chuyển sang vấn đề khác đi. Bởi vì cái bài này nó cũng dễ. Được không này? Thôi mình chữa luôn, mình quyết định chữa luôn. Mình không để buổi sau nữa. Để buổi sau thì mình chữa cho các bạn bài khác. Đấy. Cũng muốn ngắt ra cho các bạn. Thế bài nội dung của bài số 3 là cho góc XOY là khác góc bẹt trên cạnh OX lấy điểm A trên tia OY lấy điểm B sao cho OA bằng OB. Chứng minh rằng là tia phân giác của góc kề bù với góc XOY thì song song với AB. Thì các bạn phải vẽ hình rồi. Các bạn phải vẽ hình thì các bạn mới làm được. Thì còn mình vẽ hình cho các bạn thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn phải vẽ được cái tia phân giác của góc kề bù với góc XOY là cái tia phân giác đấy là cái tia nào. Và lại song song với AB nữa. Đấy. Rất là khó chịu đúng không? Rồi, thế thì hình thì mình cũng chuẩn bị rồi. Này, ôi giời.
Đây, hình này. Đấy, các bạn thấy giống cái trên không? Chả khác gì, đúng không? Thế thì bởi vì là giống nhau mà, thế nên mình mới đặt cạnh nhau. Cách phát biểu nó hơi khác thôi. Các bạn thấy góc XOY là phân giác này. Góc kề bù với góc XOY ở đây thì mình chọn là tia OY phẩy, thì là tia đối của tia OY, thế nên góc kề bù của nó sẽ là góc XOY phẩy. Sau đó mình vẽ tia phân giác của góc XOY phẩy thì sẽ là OM. Đúng không nào? Thì có lẽ là mình sẽ phải diễn đạt một tí. Đời dài này. Mình sẽ gọi OY phẩy là tia đối của tia OY. Đấy. Hay là OM là tia phân giác của góc XOY phẩy. Được chưa? Đấy, hai cái dữ kiện đấy. Màu này mình thấy nó không được ưng lắm, cứ phải màu đen thuần túy. Rồi, thế bây giờ là mình sẽ đi chứng minh. Ta chứng minh rằng là OM sẽ song song, OM song song với AB. Được chưa? Thế thì các bạn thấy là rất là đơn giản thôi. Này, O1 này, O2 này. Chúng ta thấy rằng là O1 bằng với O2. Được chưa? O1 bằng với O2 thì sẽ bằng góc XOY phẩy trên 2. Đấy, và sau đó mình sẽ thấy rằng là tam giác OAB cân tại O, giống hệt thôi các bạn, cân tại O. Thế nên suy ra được rằng là góc A bằng góc B, đúng không? Mà có góc XOY phẩy là góc ngoài, tương tự như vậy mà là góc ngoài của tam giác OAB, đúng chưa? Nên suy ra là góc XOY phẩy thì sẽ bằng góc A cộng góc B, giống hệt các bạn ạ. Đấy, thế nên suy ra góc A bằng góc B sẽ bằng góc XOY phẩy trên 2. Hết bài. Không khác đến nửa chữ, giống hệt luôn. Cần thiết copy lại, nhưng đương nhiên là nếu copy lại thì sẽ phải sửa lại cũng tương đối nhiều. Đấy. Thứ nhất là mình phải có OM này của góc XOY này, XOY phẩy này, đúng không? Sau đó là góc O1 này, sửa lại cũng mệt đấy chứ các bạn, đúng không? Góc O2 này và bằng góc X'OY trên 2 này. Đấy, X'OY phẩy trên 2 này. Rồi, thứ hai là OA bằng OB, suy ra tam giác OAB cân tại O, đúng không? Suy ra góc A bằng góc B, có mỗi một góc A một góc B thôi mà, góc X'OY đây, góc này không muốn vẫn phải ghi gọi đấy, XOY phẩy, muốn lười cũng không được bằng với góc A cộng góc B, được chưa? Từ 1 và 2 thì dẫn tới việc là góc XOY phẩy thì sẽ bằng 2 lần góc A đi. Như vậy là góc A bằng góc B sẽ bằng góc XOY phẩy trên 2. Đây bằng cái này. Được chưa? Do đó thì cũng 4 góc này bằng nhau. Góc O1 này bằng góc O2 này bằng góc A này và bằng góc B. Đấy. Thì bây giờ trong trường hợp này thì mình không dùng đồng vị nữa, mình dùng so le đi. So le trong thì bây giờ đố các bạn biết là hai góc so le trong hai góc nào? Góc nào nào? Có phát hiện ra chưa? O2 và OA, đúng không? O2 và OA. Đấy, ở vị trí so le trong, thế nên là suy ra là OM song song với AB. Đấy, điều phải chứng minh thôi. Được chưa? Bởi vì là mình đã chuyển bài toán về thành cái chứng minh OM song song với AB ở đây rồi mà. Đấy. Thế nên là mình cũng không quá lo lắng về việc là tại sao đến đây lại gọi là tiểu phải chứng minh nữa. Thế thế nào? Ok, như vậy bài ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Các bạn thấy như thế nào? Một số các bài tập khai thác tương đối hay đúng không? Tương đối là nhẹ nhàng nhưng không quá dễ. Đấy. Rồi ok, thôi bye bye. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like và share cho mình. Bye bye.